Đây là một cái trang thương mại điện tử Costco Việt Nam trên Facebook, và mình xác nhận với các bạn rằng nó là lừa đảo. Các bạn xem cái đoạn quảng cáo này nha. Cô đang làm gì vậy? Tôi đang làm thương mại điện tử quốc tế. Thương mại điện tử quốc tế? Ừ. Tôi đang mở shop online. Cái này là hệ thống thương mại điện tử quốc tế ở khu vực Đông Nam Á. Mà ở nhà chúng ta vẫn có thể làm được luôn đó. Vậy có cần giữ hàng tồn không? Không biết ngoại ngữ có làm được không? Không cần, không biết ngoại ngữ vẫn làm được. Không giữ hàng tồn mà còn được hỗ trợ thêm tương tác nữa. Wow, vậy chứ bảo đảm là cái gì như sao? Cái này cũng miễn phí luôn. Và hãy click vào link bên dưới để được hỗ trợ nhé. Sau khi các bạn nhấn đường link thì sẽ vào gặp cái con ngọc trâm lùa gà này nè. Nó sẽ lấy thông tin của các bạn xong, nó chuyển các bạn đến cái con chuyên viên Lê Khánh Huyền. Rồi, Lê Khánh Huyền này sẽ chỉ dẫn các bạn mở một cái cửa hàng trên nền tảng quốc tế Costco với chi phí không đồng. Đó là lời dẫn dụ của nó. Mình vào trồng rồi, mình mở cửa hàng rồi. Những cái đơn đầu nó trả lại cho mình. Nhưng đến cái đơn thứ 5 trở đi thì nó sẽ đưa ra những cái quy tắc, quy định. Nó bắt các bạn phải nạp tiền vô mới lấy ra được, nhưng đó là chiêu trò lừa đảo. Rồi, nó đưa mình đến cái thằng kiểm toán, nó nói là sau khi mà nạp tiền vô nó sẽ hoàn tất các cái đơn còn lại cho mình, nhưng thực tế khi mình nạp vô xong, nó tiếp tục nó bắt mình nạp nữa. Đến đây thì mình cảm thấy mình bị cái bọn này nó lừa đảo rồi. Cho nên là mình cảnh tỉnh các bạn, thời kỳ khó khăn bây giờ không có cái gì là dễ dàng hết. Kiếm tiền rất là khó. Nếu mà kiếm tiền dễ thì nó kêu dòng họ nó vô kiếm tiền hết rồi, không có đến tụi mình đâu. Cho nên là các bạn trẻ hiện tại, những bà mẹ bỉm sữa đang ngồi ở nhà tìm một cái công việc kiếm tiền online, thực tế không, các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu mà tụi nó kêu mình chuyển khoản hay là nộp vô cái tiền gì đều là lừa đảo, đó là hình thức lừa đảo hết nha các bạn. Hãy thực sự tỉnh táo nha.